Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trường Trung học Phổ thông Văn Giang đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đặc biệt là việc đổi mới sáng tạo trong giảng dạy trực tuyến và đạt được những kết quả đáng phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Từ trước đến nay, môn sử vẫn bị coi là môn học khô khan, kém thu hút đối với học sinh. Tuy nhiên, bằng việc tìm cách thể hiện bài giảng mới lạ, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu mà mỗi giờ dạy sử của cô Phúc ở trường Trung học Phổ thông Văn Giang đều rất sôi động. Các thầy các cô làm những cái hiệu ứng cho bài dạy nó sinh động hơn, thu hút các em hơn. Ví dụ như là có thể sử dụng rất là nhiều các trò chơi, vừa mang tính hệ thống kiến thức, vừa mang tính hỗ trợ các em trong quá trình dạy học mà lại vừa thu hút được học sinh. Trong quá trình học trực tuyến, nhà trường luôn có sự phối hợp trao đổi với phụ huynh. Trường cũng rất linh hoạt trong việc xây dựng chương trình học và tổ chức các tiết học phù hợp với đối tượng học sinh và tình hình thực tế. Hiểu rõ giáo viên là lực lượng then chốt, nhà trường thường xuyên cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn cách sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến. Các thầy các cô tiếp tục sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học tích cực, sử dụng thường xuyên các ứng dụng vào bài giảng để làm cho bài giảng phong phú hơn, sinh động hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Học sinh đã phát huy được các cái năng lực cá nhân, đặc biệt là năng lực tự chủ và tự học. Nhờ sự tích cực thay đổi, sáng tạo trong giảng dạy của thầy cô đã giúp các em học sinh thêm hứng thú trong mỗi tiết học. Các thầy cô dùng rất nhiều những cái trình làm dạy học khác nhau để kẹp PowerPoint bài giảng điện tử, các thầy cô cũng rất là thu hút và bắt mắt. Tuy không được đến trường nhưng mà cách dạy học online này của các thầy cô cũng truyền cho các em lượng kiến thức tương đương như ở trên trường. Nhiều khi thì mình cũng ngồi cùng đấy, con ngồi học thì những bài giảng của các thầy, các cô giảng thì các con cũng đều chăm chú nghe. Với năng lực và phẩm chất sẵn có, thầy trò nhà trường Trung học Phổ thông Văn Giang đã thích ứng nhanh, kịp thời chuyển trạng thái sang việc dạy và học trực tuyến, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa dạy học. Kết quả là năm học 2020-2021 vừa qua, trường có 81% học sinh trúng tuyển đại học đợt 1. Bên cạnh đó, thầy và trò nhà trường đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường Trung học Phổ thông Văn Giang đã vượt qua khó khăn do dịch bệnh, truyền cảm hứng để giúp học trò tuy không được đến trường nhưng vẫn tiếp cận được những bến bờ tri thức mới. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những yếu tố sống còn đối với cơ sở giáo dục đại học, trong đó có trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Không chỉ thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá, trường còn mời đoàn chuyên gia đánh giá ngoài để khảo sát theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xác định rõ sự quan trọng của kiểm định chất lượng giáo dục, nên từ nhiều năm nay, trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tự kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn và tiêu chí của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Từ năm 2009 đến năm 2010, nhà trường đã thành lập hội đồng tự đánh giá và đã xây dựng cái báo cáo tự đánh giá. Và đến giai đoạn thứ hai, từ năm 2015 đến năm 2016, trường tiếp tục xây dựng cái báo cáo tự đánh giá ở một trường đại học. Đến giai đoạn thứ ba, từ năm 2019 cho đến nay, nhà trường đã thành lập hội đồng tự đánh giá. Và trong suốt thời gian từ tháng 5 năm 2019 cho đến nay, nhà trường đã tích cực hoàn thiện các cái minh chứng để xây dựng cái báo cáo tự đánh giá và gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, trường đã mời Cục Kiểm định Chất lượng và các chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội về kiểm định chất lượng. Trải qua quá trình hơn một năm làm việc với nhà trường thì cũng nhận thấy là sự nỗ lực của tất cả tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của nhà trường trong việc nỗ lực triển khai các hoạt động tự đánh giá, và chúng ta không ngần ngại với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, và đã phản ánh trung thực các kết quả của nhà trường trong giai đoạn vừa qua. Sau 5 ngày khảo sát chính thức tại trường, đoàn chuyên gia tổ chức đánh giá ngoài đã nêu rõ những thế mạnh và tiềm lực cần được nhà trường tiếp tục phát huy, đặc biệt cũng đưa ra những khuyến nghị ở tất cả các lĩnh vực để nhà trường tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng và phát triển trường trong giai đoạn mới.
Chuyên mục giáo dục và đào tạo hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.